Lại thêm những dấu hiệu cho thấy là cần những nỗ lực khẩn cấp từ các quốc gia để giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch và ngăn chặn nạn phá rừng. Nhiệt độ trung bình toàn cầu đã lần đầu tiên cao hơn 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là số liệu được Cơ quan Giám sát Tình trạng Biến đổi Khí hậu Copernic của Liên minh châu Âu công bố hôm qua. Cụ thể là nhiệt độ trung bình toàn cầu vào thứ 6 tuần trước, ngày 17 tháng 11, cao hơn 2,07 độ C so với mức trung bình trong thời kỳ từ năm 1850 đến 1900. Đây cũng là mức tăng cao nhất được ghi nhận từ trước tới nay. Với thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, các nước đã nhất trí giữ mức tăng nhiệt độ trái đất ở ngưỡng là 1,5 đến 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trên thực tế thì nhiệt độ đã tăng trên 1,5 độ C trong hơn 80 ngày của năm nay. Iceland đang xây dựng một bức tường lớn nhằm chuyển hướng dòng dung nhan xung quanh nhà máy điện địa nhiệt ở phía tây nam của nước này. Nếu một vụ núi lửa phun trào xảy ra, bức tường này sẽ chuyển hướng dòng dung nham khỏi nhà máy điện, cung cấp điện cho phần lớn thị trấn ven biển Grindavik, bao gồm cả khu suối nước nóng nổi tiếng Blue Lagoon, một trong những điểm thu hút nhiều du khách nhất của Iceland. Từ ngày 10 tháng 11, thì hoạt động địa chấn gia tăng và dòng dung nham dịch chuyển dưới lòng đất đã khiến chính quyền địa phương phải sơ tán gần 4.000 người khỏi thị trấn này. Hiện chỉ còn các nhân viên cứu hộ đang thu dọn và kiểm tra thiệt hại của các tòa nhà.